Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay mình lại ghé lại mâm cua của dì Ba ha. Theo mình thấy thì giờ cũng 12 giờ rồi nhưng mà dì Ba vẫn chưa ra. Có rác rác vài ba vị khách mua cua thôi. Con đường này trở nên cũng vắng hơn từ lúc mâm cua dì Ba nổi rần rần trên cộng đồng mạng. Ở đây hôm nay đặc biệt hơn nữa là có một Việt kiều Mỹ ở nước ngoài về mua cua dì Ba và ủng hộ của cua dì Ba. Việt kiều Mỹ đang đợi dì Ba ra đây. Và vị khách này tới tận hơn 12 giờ nhưng mà những vị khách đây là đứng mua cua của dì Ba đây, có 3-4 người thôi. Và đặc biệt hôm nay là có một cái Việt kiều Mỹ ở nước ngoài về mua cua dì Ba và có một phần quà nhỏ cho dì Ba. Chị là mình mua bao nhiêu ký chị ha? Chị mua phải 4 ký, 2 ký gạch, 2 ký thịt. Mình là bang nào về chị? Chị ở bên Mỹ. Ở bang nào á? Cali, San Francisco. Cali, San Francisco. Chị coi trên YouTube á. Chị có thể chị nói chia sẻ thêm về cái chim mông cua. Thì chị chưa ăn qua thì chị thấy chia sẻ chị hấp dẫn quá, ra chị nói để chị ghé chị ăn thử. Dạ rồi, chị thấy chị Ba lớn tuổi giờ bán cái mông cua vỉa hè thì chị thấy thấy cũng tội nghiệp, mà nghe nói là thiếu nợ thiếu nần gì đó, thành ra có nhiều người chị thấy lúc đầu tiên thì bán chị thấy là bán như vậy là mất cua dữ lắm, ai cũng mới vừa đặt xuống ai cũng chạy vô lấy rồi không trả tiền, không kiểm soát được đó. Thành ra khi mà chị thấy là bốc thăm thì từ người đó thì chị thấy cái đó là tốt hơn, nó thứ tự hơn. Thì hôm nay chị nói chị ra chị mua cua này chị tặng chị Ba cái gì hả? Để thử chị đâu rồi đưa cái bọc này. Chị này có một món quà cho chị Ba đây, đây là chị Ba này, tặng quà cho chị Ba đó, bị Mỹ về đó chị Ba. Chị Ba cất kỹ chứ ha. Thấy cũng vui gặp được cái người mà mình ái mộ. Chị có thể chia sẻ tên chị là gì không? Chị hả? Chị tên Kim Loan. Chị Kim Loan, à. Việt kiều, Mỹ Việt kiều. Dạ, chị về Việt Nam bao lâu rồi chị? Chị đi về ngoài ấy. Đây là lần đầu tiên chị ra đây luôn. Lần đầu tiên hả? Mình có mua cua từ đây về đó ăn không? Về qua Mỹ đâu rồi. Qua Mỹ ở đâu cho mấy cái cua này kia nọ, cá, tôm, cá, đồ khô thì ok. Chị chia sẻ cái món quà mà chị tặng cho dì Ba là gì? Chị thì người lớn tuổi rồi, cho dầu với lại sa lông bát thôi. Dạ. Cho dầu sa lông bát. Đây là Việt kiều Mỹ.
25.000 đô. Ổng là đi bán dâm nữa hả? Thôi nhìn cua ngon quá vậy ba hả? Thôi giặt hơn thôi ạ. Con này mình cắt da cũng vậy đó. Đấy hả? Ừ. Cắt da cũng y hệt vậy luôn. Chị ba, kìm ra lại đi chị ba cho nó ngon. Con này nó hơi nhỏ chút trời. Rồi, cua ngon nhiêu? Để cho nó cân. Con kẹo 504 ngàn. Trời con. Chưa tặng con cào con chút. Ai gặp con tặng thêm gì ba ơi. Ai đang gặp con của mình. Con bự vậy ba. Ba chịu chặt chị ơi. Thảo đơn này gạch là cặp cơ này. Ba chịu chặt. Lấy con nó đi ba. Con mà lấy ra. Hai gạch một cặp. Lấy con của bự đó đi. Con thịt hết. Cái này nó bỏ đông nước. Tiền này có đủ ba nước à? Ba số tiền Việt Kiều Mỹ về mua cô dì ba là hết 3 triệu, 3 triệu đô. Đây. Con mấy con. Rồi. Thôi, chúc dì ba buôn may mắn đắt nha. Cảm ơn nha. Con đi về. Dạ có đưa đưa giấy này. Chị đó là chị Kim Loan, mua tổng cộng cô dì ba là 3 triệu và có một món quà nhỏ cho dì ba. Vị khách đó là từ bên Mỹ về, bang California. Đấy, dì ba lựa cho con. Thank you.
dì ba là hết bao nhiêu tiền chị? Chiều đúng không? Là mình được mấy con vậy anh? Là lần đầu tiên dì ăn hay cua hay là mấy lần dì ăn rồi? Còn chị cho sánh giữa cua dì ba với cua chỗ người khác được không? Không sao nhiều. Chị thấy giá như thế nào chị? Vị khách Việt Kiều cho quà gì ba giờ thấy thì sao? Cho gì vậy có à, biết cho là cho dầu với salopat thôi à. Cua không có túi, cua có xóm là có nhưng thôi giờ túi gì ba đâu bán được chết rồi túi. Nói vậy mà nó mạnh, nó chửi mạnh gì ba, giờ ba nói thông minh cho nó nghe. Mình nó không nghe, nó chửi. Nhưng mà cuối cùng mình có trả cua lại hay là trả tiền gì ba? Trả 700 ngàn. Cái này á, dì ba không biết nó mua nào. Dì ba đâu có bán nó đâu, dì ba biết.